tụi em luôn à? Ừ. Đó, mày cứ thử nói rồi. Các bạn ơi, đây là tôi thử quay cho Hiếu đang muốn tập làm YouTube nha. Hiếu bây giờ mày thử nói coi như đây là kênh YouTube của mày đi xem nào. Xin chào các bạn đã. Xin mời em mày đã ăn cũng được một mời. Nào nói thử nói à. Và quay lại với vlog ăn hướng dương, ăn đồ lằng nhằng đây là thử giới thiệu nào. Xin chào các bạn đã trở lại kênh YouTube của Hiếu Tổ Tài nha các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ có thử thách là ăn hướng dương và uống cà phê nha các bạn. Ừ, đâu. Tiếp đi. Ăn hướng dương thì các bạn đầu tiên các bạn hãy cầm hạt hướng dương lên nhá. Sau các bạn bóc này, bóc hướng dương như các bạn nhé, bóc được thành hạt rồi các bạn chỉ cần ăn thôi, đơn giản lắm các bạn, có đơn giản luôn đúng không? Được, thằng này mẹ có sắp năng khiếu làm YouTube đấy em ơi, em giới thiệu về cái mì tôm này, xem là mày nào reviewer đó. Hôm nay tôi sẽ review cho bạn gói mì tôm Hảo Hảo nhá. Thì bọc vỏ ngoài mì tôm rất chi là đẹp nhá, có chữ Hảo Hảo này, mì tôm chua cay này các bạn ơi. Hương chua cay và bên ngoài thì là có con tôm để lên rất chi là đẹp, nhưng không bên trong không biết nó có tôm hay không thì không biết nha các bạn nhé. Tí tôi bóc ra sẽ cho mọi người biết ngay. Còn đằng sau thì chả có gì, có mã QR này. Rồi em ơi. Và ghi về chữ này nhà bây giờ tôi bóc nhá. Coi như thế mà thế là cũng đạt rồi, chào cơm cuối rồi. Các bạn ơi, video cũng đã dài rồi thì tôi xin kết thúc video ở đây. Các bạn cảm thấy hay hãy cho tôi xin một chia sẻ và like cho mình. Được thế à? Một chia sẻ và hãy đăng ký kênh cho tôi. Thế như thế là khả năng mày nói thế này là ăn đứt vinh rồi đi ạ. Ăn hết.